Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách cánh diều này nhé! Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 37. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 68. Mục tiêu của bài giúp các em nhận biết vần âm, vần ấp. Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có vần, âm, vần, ấp. Đọc và hiểu bài tập đọc. Ve và gà, phần 2, tập viết vần âm vần ấp và các tiếng chăm chỉ cặp da trước khi bước sang bài mới chúng ta sẽ đọc lại bài tập đọc của bài 36 nhé ve và gà cả mùa hè ve chị ham múa ca ngó chị gà đạp đạp rủ rủ lúa ve thọ thẻ làm thì có gì thú vị nhỉ gà đáp chỉ làm để có lúa cho lũ nhỏ các em hãy cho cô biết qua cuộc nói chuyện giữa ve và gà mẹ các em nghĩ gì về ve A à, ve chê bai và coi thường gà mẹ. Ve cho rằng làm thì chả có gì thú vị, phải múa ca như ve mới là hay. Các em thân mến, bài học hôm trước chúng ta đã học phần 1 của bài đọc Ve và gà. Hôm nay chúng ta sẽ học hai phần tiếp theo, đó là vần âm, vần ấp và học bài tập đọc Ve và gà phần 2 nhé. Các em quan sát, cô có vần mới thứ nhất, đó là vần âm. Các em lắng nghe cô đọc nhé. Á à, mờ âm, âm. Á à, mờ âm, âm. Các em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một bé gái đang quét nhà các em thấy bé gái như thế nào à bé rất chăm chỉ cô có từ chăm chỉ chăm chỉ chăm chỉ trong từ chăm chỉ tiếng nào có vần âm à trong từ chăm chỉ tiếng chăm có chứa vần âm Bây giờ các em hãy quan sát mô hình đánh vần âm. Chúng ta sẽ đánh vần nhé. Á m âm âm. Á m âm âm. Các em hãy phân tích cho cô vần âm nào? Vần âm gồm có âm á đứng trước, âm m đứng sau. Tiếp theo, các em hãy quan sát mô hình tiếng chăm và đánh vần cùng cô nhé. Chờ âm chăm chăm. Chờ âm chăm chăm. Tiếng chăm gồm có âm chờ và vần âm. Âm chờ đứng trước, vần âm đứng sau. Tiếp theo, các em hãy quan sát cô có vần mới thứ hai đó là vần ấp các em lắng nghe cô đọc nhé áp ấp ấp áp ấp ấp các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào à tranh vẽ một cái cặp da đấy cô có từ cặp da cặp da cặp da Trong từ cặp da, tiếng nào có chứa vần ấp vậy các em? À, trong từ cặp da, tiếng cặp có chứa vần ấp. Bây giờ cô sẽ phân tích vần ấp nhé. Vần ấp gồm có âm á đứng trước âm pờ đứng sau áp pờ ấp ấp áp pờ ấp ấp tiếp theo cô sẽ phân tích tiếng cặp nhé tiếng cặp gồm có âm cờ đứng trước vần ấp đứng sau và dấu nặng ở dưới á tiếng cặp đánh vần là cơ áp cấp nặng cặp cặp cơ áp cấp nặng cặp cặp chúng ta vừa học hai vần mới đó là vần âm và vần ấp. chúng ta vừa học hai tiếng mới đó là tiếng châm và tiếng cặp nhé tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Tìm tiếng có vần âm, tìm tiếng có vần ấp. Các em hãy quan sát cho cô sáu tranh và cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung ở dưới mỗi tranh nhé. Thấp Bắp ngô Tầm tắm nằm gấp các em chú ý tầm là loài sâu ăn lá dâu lá sắn người ta nuôi để lấy tơ dệt vải cô đọc lại nội dung ở dưới sáu tranh một lần nữa nhé thấp bắp ngô tầm tắm nằm gấp qua phần đọc vừa rồi các em hãy cùng cô tìm xem tiếng nào có vần âm Tiếng nào có vần ấp nhé. Tiếng có vần âm cô sẽ cho in màu vàng. Tiếng có vần ấp cô sẽ cho in màu đỏ nhé. Kết quả là các tiếng có vần âm là các tiếng tầm, tắm, nằm. các tiếng có phần ấp là các tiếng thấp bắp gấp bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tập đọc nhé hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đọc phần 2 của chuyện ve và gà các em hãy lắng nghe để biết câu chuyện kết thúc như thế nào nhé. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc mẫu nhé. Ve và gà Mùa thu qua cỏ lá khô cả Nhà ve chả có gì Ve gặp gà ngọ ý Chị cho ve tí gì nhé. Gà cho ve và thụ thị. Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì. Các em vừa nghe cô đọc mẫu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Chúng ta sẽ luyện đọc một số từ khó sao mùa thu cỏ lá chà có gì gặp ngọ ý thụ thị chăm múa chăm làm chả lo gì. Chúng ta cùng nhau đọc lại các từ ngữ này nhé. Mùa thu Cỏ lá Chà có gì Gặp Ngọ ý Thụ thì Chăm múa. Chăm làm. Chả lo gì. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Các em cho cô biết bài tập đọc ve và gà phần 2 này có mấy câu? À Bài đọc có 7 câu nhé các em. Bây giờ cô sẽ đánh số thứ tự cho từng câu nhé. Rồi chúng ta sẽ luyện đọc từng câu nhé. Vê và gà Câu 1 Mùa thu qua Câu 2 Cò lá khô cà Câu 3 Nhà ve chà có gì? Câu 4 Ve gặp gà ngọ ý. Câu 5 Chị cho ve tí gì nhé. Câu 6 Gà cho ve và thụ thì. Câu 7 vẽ chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang luyện đọc đoạn nhé. Cô sẽ chia bài đọc thành hai đoạn. Đoạn 1 gồm tựa bài và 5 câu đầu. Đoạn 2 là hai câu cuối nhé. Bây giờ cô sẽ đọc đoạn 1 nhé. Ve và gà Mùa thu qua cỏ lá khô cả nhà ve chà có gì ve gặp gà ngò ý chị cho ve tí gì nhé tiếp theo cô sẽ đọc đoạn hai nhé. gà cho ve và thủ thì ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc cả bài nhé ve và gà mùa thu qua cò lá khô cả Nhà ve chà có gì? Ve gặp gà, ngò ý. Chị Cho ve tí gì nhé? Gà cho ve và thủ thì Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé. Cô có yêu cầu như sau. Gà nói gì với ve? Bây giờ các em hãy ghép cho cô ý ở phần A với ý 1 hoặc ý 2 sao cho thích hợp. Trước tiên, để ghép được, cô sẽ đọc nội dung của các ý này nhé. Ý A: Vừa chăm múa vừa chăm làm. Ý 1: Thì chà lo gì? Ý 2: Thì chà có gì? bây giờ các em hãy nói các ý lại sao cho nội dung đúng với bài đọc chúng ta vừa học nhé các em đã nói xong chưa nào à rất tốt đây là kết quả Ý a cô sẽ nói với ý một. Cô sẽ được câu. Vừa chăm múa vừa chăm làm thì chả lo gì. Đây chính là câu nói của gà mẹ nói với ve. Ý gà mẹ muốn nói với ve rằng nếu như ve vừa chăm chỉ múa, vừa chăm chỉ làm việc thì sẽ chẳng lo gì cả. qua bài đọc ve và gà. Phần 2 giúp các em hiểu được điều gì? À, qua câu chuyện này, chúng ta thấy ve lười biếng, chỉ thích chơi, nên sẽ có lúc ve chẳng có gì để ăn cả. Còn gà thì chăm chỉ làm nên nuôi được đàn con. Còn giúp được ve nữa đấy. Câu chuyện khuyên chúng ta phải chăm chỉ lao động vừa biết vui chơi, chăm chỉ lao động thì cuộc sống sẽ tốt đẹp và không phải lo lắng gì cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết. Bài học hôm nay các em sẽ học luyện viết vần âm, vần ấp, từ chăm chỉ, cặp da. Các em hãy lấy vở tập viết ra và cùng cô luyện viết nhé. bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nếu thấy video này bổ ích hãy ấn like đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé xin chào và hẹn gặp lại